Video trước mình review cano điều khiển, tiếp tục review cắm vào điều khiển như đã hứa. Nhìn giống thật không? Remote này, 2.4G này, xoay 360 này, pin sạc, một vài thông tin, cảnh báo các thứ. Và xem qua cái điều khiển nào. Nhìn có vẻ đẹp hơn, thanh thoát hơn. Bộ cano nhìn rất là hầm hố, kiểu cắm mập robot đấy. Trên này có cái nút gì đây và cái nút high low nhanh chậm à? Đợt đây cũng gạt hai cái liên xuống, hai viên pin nhỏ, ba con nỏ cong rồi. Sách giới thiệu hướng dẫn sử dụng. Tô vít cũng như là dây sạc USB. Cái đuôi này nghe này, hai đuôi quẫy rất là mềm dẻo luôn, rất là nhận nhựa nhá, nhựa cứng linh hoạt phép, quẫy quẫy di chuyển 360. Đó, cảm ơn đấy. Wow, nhìn dữ tợn không, giống thật không? Wow, kinh đấy. Trong này công tắc này hay này anh em, on off này, chống nước luôn anh em, trong cái cao su này đấy, để chúng ta bật tắt này. Ở đây có hai cái motor động cơ, cái này chống nước là nó sẽ lắp pin ở bên trong này. Có cánh quạt thay thế nha anh em, hai cái cánh quạt thay thế này, chữ X như này để cầm lên rút lên dễ dàng này, pin như này, sạc chiến thôi, thả cá nào anh em. Ôi ngập luôn này, ngập nước rồi. Em du luôn đấy, đi tiến này, rẽ trái rẽ phải này. Nó ngập hẳn luôn con cá nha anh em. Đấy, xoay này, xoay vòng tròn này, xoay sang trái này. Ôi, mình cứ tưởng là nó chỉ nổi ngập ở dưới, ở đây nó ngập cả thân luôn, đi lùi được luôn này. Đấy, đang đi lùi này. Đấy, ảo thật. Đi tiến thì chúng ta gạt cả hai nút. Đấy. Nhưng nó chạy êm lắm, không có tiếng gì luôn. Nó không giống như là cano. Cano thì nó tiếng nó to, nó kêu to. Và con này nó chỉ lượn như này thôi. Anh em thấy như thật không? Quậy đuôi các kiểu luôn này. Nó đi không được nhanh lắm, chậm thôi và êm ru. Đây có nút chỉnh 2 này, nhưng mà không thấy nhanh lắm nhỉ. Đây là chậm rồi này. Vâng, cá mập này bơi này làm sao mà bắt được mồi. Cá này chỉ bơi trong nhà thôi, cá mập nuôi rồi anh em. Đấy, cá mập bơi lùi ạ. Lần đầu tiên thấy cá mập bơi lùi. Ok, một đồ chơi nói chung là cũng khá là thú vị. Bơi sang trái sang phải, bơi thẳng. Mua về tài chế nha anh em, quẫy đuôi để rẽ nhá. Động cơ trái phải thôi, nước vẫn nhỏ xuống này. Nó có hai cái động cơ hai bên. Đấy, nó kêu thế.